Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cái code Relay để quay cái số trúng thưởng. Code này code đơn giản thôi. Thì mình sẽ như nào? Code mình sẽ như nào? Tên mình sẽ ấn reset để nó reset lại các giá trị, đúng không ạ? Sau khi mình ấn nút ngôi sao này, nó sẽ chạy các giải random nhé. Đó, thì đầu tiên là chạy được giải 3, sau đó là chúng ta chạy ấn chạy tiếp thì nó ra giải 2, ấn tiếp thì nó sẽ ra giải đặc biệt. Đó thì code như nào, đơn giản thôi. Đầu tiên ấy, các bạn tạo một cái bảng này để gọi là màu mè thôi, để nó nhảy số. Thì cái hàm chỗ này nó là cái hàm remitting. Sau đó mình để bôi màu thì mình sẽ conditional formatting. Đó, mình sẽ dùng cái format như này. Mình sẽ làm format như này thì để nó tự động nhảy số. Khi bạn gõ một cái số bất kỳ đây thì nó tự động nó nhảy. Đó, đầu tiên là format như thế. Sau đó là mình sẽ code như nào. Đầu tiên là mình sẽ code là mình sẽ dùng cái các sự kiện, thứ nhất là on time now để mình chạy các sắp quay số này. Đồng thời mình có một cái function để lấy cái kết quả trở về, lấy random nhé. Mình lấy random này. Thì đây data của mình nhé. Mình có một cái sheet gọi là sheet data, có chứa data có mã nhân viên, tên nhân viên ở bên sheet này. Thì cái random ấy nó lấy cái giá trị ở đây này. Thì mình sẽ lấy random kiểu gì? Là mình sẽ đầu tiên là cái phần kết quả của mình nhé, cái ID này. Mình đã ẩn đến đây đây. Cái ID này, cột H này này. Mình sẽ liều với cái giải mình khi mình lấy được ID ấy, mình sẽ điền vào đây. Đầu tiên mình xác định là số lượng nhân viên của cái giải này đã. Đó, mình xác định bằng cái nát râu rồi thôi. Đúng không? Sau đó là mình sẽ lấy một cái random, mình dùng cái random between này. Đây này, mình có cái random này. Dùng chứng từ cái hàm của Excel. Thì sau đó là mình khi mình lấy random được kết quả rồi ấy, thì mình phải check lại với cái giải này. Bình thường chưa có giải thì sẽ là trống hết, nhưng mà giả sử mình quay giải 3 hoặc giải 2 rồi ấy, thì mình loại trừ ra. Thì mình có lưu cái kết quả đó vào một mảng đây, H5 với H7 đây, vào một mảng. Xong kiểm tra cái random này nó có nằm trong cái ID đó, có nằm trong cái đã quay chưa. Nếu quay rồi ấy, thì mình set nó bằng 0. Ở đây mình sẽ dùng do loop until nhé, do until. Tức là mình đầu tiên mình lấy random bằng 0, nếu mà mình cứ chạy cái vòng lặp này khi mà random nó lớn 0. Trường hợp nó trùng rồi mình set random bằng 0 để nó chạy tiếp, để nó chạy đến khi nào cái random này nó khác với giá trị các giải thưởng đã nhận rồi thì thôi. Đó, mình trả về cái ID. Trả về ID thì mình có cái gọi là cái hàm quay số. Quay số thì mình sẽ có gì? Ở đây mình sẽ để là gì? Mình sẽ dùng cái một cái vòng lặp mình chạy 5 lần. 5 giây một lần quay số. Đây mình có một cái đếm bằng 5 này. Đếm bằng 5 vì sao? Vì là cái mình có cái hàm main này là nó chạy 1 giây 1. Cứ 1 giây 1 thì nó gọi cái hàm quay số này. Đây. Cứ 1 giây 1 nó gọi hàm quay số trên này. Đó. Thì cái quay số này nó cứ chạy khi nào nó đếm, mình có một cái hàm đếm là đếm nó chạy bao nhiêu lần đấy. Thì nó đếm chạy nó 5 lần, tức là 5 giây rồi. Thì bắt đầu mình sẽ lấy kết quả, mình sẽ đẩy lấy kết quả ở đây, chạy phần kết quả này. Đó, khi mà lấy kết quả rồi mình sẽ điền giá trị vào các ô này. Đó, điền xong thì chúng ta gì? Thoát cái sắp quay số này thôi. Trường hợp mà nó thì không sắp không thoát ấy, thì cái đếm ấy, thì nó sẽ lại chạy tiếp cái hàm main để nó gì nó chạy, đúng không? Thì khi mà nó quay đến 5 giây quay một mã rồi thì nó phải mình thoát thôi, lấy được kết quả xong mình thoát. Sau đấy khi mình chạy lần thứ hai thì cái đếm này được reset là nó lại chạy 5 giây 1. Đó, thì cái này là có, ngoài ra mình có phần reset để mình set lại cái giá trị, xóa đi giải này và set lại cái giải này. Đây mình để là giải 3 giải nhé, mình có một cái biến giải nữa, biến đây là biến tuần của cái module này. Thì một cái đếm này để xác định là bao nhiêu giây này sẽ nhảy lại cái quả này. Cái giải này mình sẽ xác định là nó là mình đang quay giải mấy, đúng không? Ban đầu sẽ là giải 3, xong giải 2, giải 1. Xong. Đó, sau đó cuối cùng là mình chỉ gán cái này cho cái sắp quay số là xong. Kích này. Các bạn chạy đếm 1 2 3 4
5 đấy, các bạn thấy là 5 cái nó đếm thì nó sẽ chạy nhảy ra cái quả này. Mình tiếp nha. 1 2 3 4 5. Đó. Đấy các bạn để ý OH này, mình cũng lưu cái ID của nó này. Mình đã để trắng các bạn. À cái này mình đã bị thiếu. Khi mình điền được cái quả này thì phải hắt. Đó, mình bị sai cái này. Đây bây giờ mình chạy lại nha. Vì cái này nếu mình hiện tại là có 3 giải nên ít trùng, nhưng mà nếu nhiều giải nó sẽ bị, nếu mà ít người nó sẽ bị trùng, và đôi khi nó bị trùng. Hắt. Đây nó lưu giải 2 rồi, mình reset lại này. Mình chạy lại giải 3 này. À, nó bị nhảy vào cái ô H2 này, giải 2 này, cái chữ OH này có vẻ bị sai. À đây nó bị giải chữ 1, mình đưa điền cái quả ở trên này. Mình bị nhầm chỗ này. Đấy chưa? Mình đã reset lại. Rồi mình chạy lại. Và để ý là OH này. Đấy nó điền 58 này. Tiếp tục này. Nó sẽ điền ở trên này. Để nó lưu lại cái giá trị là cái ID người được giải rồi thì nó loại trừ, để cái lần quay giải sau nó sẽ loại trừ. Đó. Đây là cái code rất đơn giản nhất rồi. Còn các bạn có thể tùy biến màu mè hơn, hoặc là các bạn thì nó làm cho nó phức tạp lên hơn thôi. Mình giới thiệu qua cái code của mình viết thôi. Cảm ơn các bạn.